Thưa quý vị và các bạn, mới đây Chi cục Hải quan thành phố móng cái tỉnh Quảng ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại tại cửa khẩu quốc tế móng cái vẫn đang còn tồn hơn 1.000 container chưa thể xuất sang Trung quốc. Trong số này phần lớn là hàng nông sản, bao gồm cụ thể là hơn 300 container hoa quả của Việt Nam, khoảng 100 container hoa quả của Thái Lan và trên 700 container hàng thủy sản cấp đông. Số lượng container tồn động lớn trong khi xe hàng từ các tỉnh phía Nam và một số địa phương lân cận như Bắc Giang. Làng Sơn, Lào Cai tiếp tục đổ về Móng Cái, khiến ùn tắc kéo dài. Trong khi đó, năng lực tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái chỉ đáp ứng được khoảng 400 container một ngày. Nguyên nhân vụ việc được cho là do lực lượng kiểm soát hải quan và công tác phòng chống dịch phía Trung Quốc hiện nay rất mỏng. Khi họ đang tập trung lực lượng chuyển một số cán bộ kiểm dịch hải quan sang hỗ trợ công tác kiểm soát người Trung Quốc nhập cảnh về nước ăn Tết, việc bị ùn tắc không thể xuất nông sản sang Trung Quốc đã khiến các doanh nghiệp của Việt Nam bị thiệt hại nặng nề khi phải gia tăng chi phí bảo quản hay là lưu kho.